Chiều ngày 19 tháng 11, tại phường Bến Tắm, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại thành phố Chí Linh, gồm ông Lê Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Hường, trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sao Đỏ có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri các phường Bến Tắm, Lê Lợi, Bắc An và Hoàng Hoa Thám. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo một số phòng ban ngành thành phố. Tại hội nghị, sau khi nghe đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 28 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, các cử tri đều bày tỏ vui mừng phấn khởi trước sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố trong năm 2024. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, cử tri phường Bến Tắm đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp tuyến đường 398B đi qua 4 xã phường Hoàng Tân, Bến Tắm, Bắc An, Hoàng Hoa Thám, do hiện nay nhiều đoạn có chỗ còn nhỏ, hẹp, dẫn đến mất an toàn giao thông. Đề nghị tỉnh và thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ bê tông xi măng cho nhân dân, mở rộng đường giao thông nông thôn lên 5,5 mét. Quan tâm lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên tỉnh lộ 398B, đoạn từ Bến Tắm vào Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Hoa Thám. Tiếp tục triển khai nâng cấp tuyến đường từ Thanh Mai đi Đồng Châu, xã Hoàng Hoa Thám, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường 398B kết nối với tuyến đường 345 đi Quảng Ninh. Về công tác quản lý đất rừng, cử tri đề nghị cơ quan quản lý các cấp quan tâm đến công tác quản lý đất rừng, vì hiện nay giữa đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ có sự chồng lấn trong công tác quy hoạch và quản lý, nên rất khó khăn cho các hộ nhận trồng và chăm sóc rừng. Về việc giao đất có nguồn gốc nông lâm trường đã diễn ra gần 20 năm nay. Tuy nhiên hiện nay, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. Do vậy, cử tri đề nghị đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét lại hồ sơ bàn giao, các quyết định, văn bản liên quan tới bàn giao để cung cấp cho nhân dân làm căn cứ chứng minh quyền sử dụng đất. Cử tri cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có kế hoạch đo đạc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân phường Bến Tắm sử dụng đất 03 sau khi thực hiện dồn ô đổi thửa. Nhiều ý kiến khác đề nghị làm rõ việc dự án xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Bến Tắm đến nay tiến trình như thế nào, dự án có tiếp tục triển khai không. Các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch có được chuyển nhượng, cho tặng và xây dựng nhà mới trên đất thổ cư hay không? Cử tri xã Lê Lợi cũng đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm chỉ đạo nạo vét các lòng hồ, đập bị bồi lắng, phục vụ cho nông nghiệp. Cử tri thôn An Lĩnh đề nghị các cấp quan tâm xem xét để được đấu nối đường dân sinh với đường dẫn cầu Đồng Việt để nhân dân thuận tiện cho việc đi lại. Quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn thành phố, nhất là các địa phương xa trung tâm và các trường liên cấp. Đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm hướng dẫn các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo luật đất đai năm 2024. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét có chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng chợ xã Hoàng Hoa Thám. Tại hội nghị, các phòng ban ngành thành phố đã giải trình và làm rõ các vấn đề trong thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri. Đối với các ý kiến còn lại, sẽ được tổng hợp và chuyển tới các sở ngành của tỉnh và chuyển tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm xem xét giải quyết theo quy định.